Vâng, chào các bạn. Không biết là những ngày nắng nóng này các bạn chăm sóc những cái cây mini này như thế nào? Đây, những cây mini nắng quá hoa cháy luôn. Và những cái cây me mini. Cứ tưới đến tí buổi sáng là đến trưa là khô reng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cách chăm sóc cây những mini những ngày nóng. Cây lớn thì cũng có thể được nhưng mà để lên cái chậu nó to quá. Đây một cái chậu to. Tôi bịt lỗ lại, đổ nước xâm xấp. Xong đặt những cái cây mini này lên. Nước khoảng 1/3 chậu. Đây. Những cái cây sung ra trái mà gặp nắng đấy, là cứ tưới được buổi sáng buổi chiều lại bắt đầu là vàng ươm. Này cái bông trang rồi cái me cái khế những cây mini, từ bắt đầu là tôi sẽ xếp toàn bộ những cái cây này vào trong chậu ngâm nước như thế này. Đó, ngâm nước khoảng 2/3 nhé quý vị và các bạn nhé. Đây, nước trên đây đó, khoảng 2/3 chậu để cho nó không bị khô, vì là cái những cái ngày nắng nóng này chỉ cần một buổi thôi là đất là khô trắng luôn. Nên là đó là cái cách chăm sóc những cái cây mini của tôi. Đây một những cái cây bông trang mini hoa rất nhiều nhưng mà gặp nắng chỉ cần tưới buổi sáng mà buổi chiều không quên tưới buổi chiều buổi sáng quên không tưới cái là đến chiều mai cái là biết ngay. Trời nắng thì không tưới được buổi trưa, chỉ bê nó vào trong mát nhưng mà nắng lắm. Nhờ những hôm nay là ở miền Trung, tôi thì ở Thanh Hóa. Ở miền Trung là một cái chạo lửa, nắng buổi trưa lên đến 40 độ. Trừ là 10 giờ, nắng đang khoảng 37-38 độ. Nhưng đến khoảng trưa thì khoảng 40 độ nắng. Người không chịu được cây, người thì trưa thì chui vào điều hòa rồi nhưng cây thì phơi nắng, nên là để tìm cách cho cây nó không bị héo và không bị mất nước thì tôi làm theo cách này. Và cũng thấy trên rất nhiều anh em chơi cây mini đã làm theo cái phương pháp này. Đó. Để cây như thế này thì cái bể này thì chắc là đến khoảng chiều thì nó cũng rút hết nước thôi. Đó. Nắng quá nắng nên là chiều lại tưới rồi lại bổ sung nước vào cho cây. Đó các bạn thấy là vừa đặt lên là bắt đầu nước là nó hút lên trên chậu. Đây là cái chậu xi măng. Chậu xi măng. Cái cây này đang nuôi phôi những quả đã rất nhiều đã sung. Sung ra quả. Cây thì bằng toàn ngón tay cái một xíu. Đó các bạn thấy cây. Nhưng quả rất nhiều đây. Đó quả của nó. Nhưng mà gặp nắng là quả nó bị vàng này các bạn. Đó. Nên là hy vọng là làm theo cách này thì sẽ giữ được cho cây những cái ngày nắng nóng này nó vẫn phát triển bình thường. Có gì thì vì bình thường nếu như mà không ấy thì chỉ cần buổi là cây nó héo. Tưới buổi sáng thì đến chiều thì cây nó cũng héo, đất nó khô reng rồi, nó vẫn héo. Nên là làm cách này thì chắc là ổn hơn, sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn sau. Cái bông trang này nó chéo rụng hết luôn hoa. Chia sẻ với quý vị và các bạn. Rồi lại xếp tiếp một số cây mini nữa vào trong đây. Nhưng mà nó ý nghĩa thì quý vị hãy chia sẻ để cho nhiều người cùng cùng làm. Ủng hộ mình là ủng hộ mình để tiếp tục chia sẻ ra những cái video kỹ thuật hay cho quý vị và các bạn. Này, chào quý vị.